Tường Vi và Minh Hưng. Xin chào đón quý vị một lần nữa đến với chương trình Bí quyết của tình yêu. Trong chương trình này, Tường Vi và Minh Hưng sẽ chia sẻ cho quý vị những bí quyết như thế nào để mà mình có thể giữ được tình yêu của mình được bền lâu và vững chắc. Và chủ đề của ngày hôm nay, Minh Hưng, có khi nào Minh Hưng cảm thấy khó chịu khi mà gặp lại người yêu cũ của đối phương chưa? Cũng có đôi khi. Có đôi khi. Yeah. Có đôi khi là sao, là rất là khó chịu hay là chỉ là khó chịu hơi thôi? Có đôi khi cũng hơi khó chịu, nhưng mà có nhiều khi Minh Hưng nghĩ lại thì cũng hết khó chịu right away. Vâng, thưa quý vị, thì một người đàn ông giống như Minh Hưng thì hình như là hơi khó kiếm nha. Tại vì bản chất của một người đàn ông thì thường họ rất là khó chịu nè, rồi hơi là muốn cái người bạn gái là chỉ thuộc về mình thôi. Cho nên là nhiều khi bạn gái của mình gặp lại cái người mà yêu cũ đó, nhiều khi với lại accident mình gặp lại thì có vẻ như là hơi hằn học, hơi bực bội chút xíu. Thì trong chương trình kỳ này, Tường Vi và Minh Hưng sẽ chia sẻ cho quý vị làm thế nào để mà mình có thể ứng phó trong những trường hợp đó. Và bí quyết đầu tiên là gì về Minh Hưng? Thưa quý vị, cái điều đầu tiên mà Minh Hưng muốn chia sẻ với quý vị cũng rất là dễ thực hiện, đó là chúng ta không nên nhắc đến người yêu cũ của đối phương. Tại vì khi nhắc đến người yêu cũ của đối phương, chúng ta lại vô tình nhắc đến những nỗi buồn, những cái chuyện không vui đã xảy ra trong quá khứ. Thì Nói chung thì đừng nhắc tới, nhưng mà chúng ta cũng đôi khi thì khi mà nói chuyện chúng ta cũng không tránh khỏi vô tình nhắc đến chuyện đó, nhưng mà thì chúng ta cũng nên suy nghĩ và cố gắng đừng có nên nhắc tới những chuyện đau buồn đó nha. Dạ, vâng thưa quý vị, và cái bí quyết tiếp theo mà Tường Vi muốn chia sẻ cho quý vị đó là nhiều khi mình quá yêu người đó rồi mình rất là nhạy cảm. Nhiều khi đối phương của mình làm chung ở một chỗ với người yêu cũ của cô ta hoặc là anh ta, rồi mình cứ suy diễn mà không biết là hai người này có gì không, rồi cái ánh mắt của bạn gái của mình, bạn trai của mình nhìn người đó sao mình thấy lạ lạ quá thế này thế kia, rồi mình cứ tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia, rồi mình cứ nghĩ chuyện đó là thật, nhưng mà thật sự không phải như vậy, tất cả những chuyện này chỉ là do cái sức tưởng tượng của mình mà thôi. Thì nhiều khi cái cách mà mình ứng phó với cái điều này là mình nên nói thẳng ra những cái nghi ngờ của mình, những cái suy nghĩ của mình, nói thẳng ra với người yêu của mình để coi là có thật hay không. Chứ mà cũng đừng nên giữ trong lòng rồi cứ suy diễn chuyện này chuyện kia, nghĩ những cái chuyện đó là thật. Phải không Minh Hưng? Đúng rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà theo Minh Hưng nghĩ thì cái điều này cũng ứng dụng vô người phụ nữ chứ không phải chỉ riêng người đàn ông. Tại vì đôi khi người phụ nữ cũng có những suy nghĩ nhạy cảm rồi không biết là anh ta có đi chơi với ai không, không biết anh ta có hôm nay đi làm hay là đi chơi nó vô. Đúng rồi đó, thưa quý vị. Thì cho người đàn ông và người đàn bà thì chúng ta cũng đừng nên có những cái suy nghĩ đó, thì cứ tin tưởng vào người yêu của mình hiện có tại gì thì nó thẳng ra với nhau. Vâng thưa quý vị, cái điều kế tiếp mà Minh Hưng muốn chia sẻ với quý vị đó là khi chúng ta có nói chuyện về những cái chuyện quá khứ của đối phương hay là của chính bản thân chúng ta thì chúng ta cũng không nên gây gổ về cái chuyện đó. Tại vì có thể trong quá khứ đã xảy ra những chuyện không vui, mà khi mà nói chuyện với nhau thì mục đích để chia sẻ với nhau chứ không phải là để gây gổ với nhau. Giống thì không biết Tường Vi nghĩ như thế nào. Đem mấy cái chuyện nó ra rồi nhắc tới nhắc lui rồi cứ hằng học lẫn nhau rồi gây gổ lẫn nhau cũng đâu có ích gì đâu, phải không quý vị? Với lại thêm một điều nữa đó là dù sao thì chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hoặc là dù sao thì cái người yêu cũ của đối phương của mình cũng là người đến trước mình. Thì quá khứ thì cũng hãy để cho nó ngủ yên, đừng có khơi dậy nhiều quá. Với lại là cũng đừng có, với lại cái điều đặc biệt nhất, quan trọng nhất là hãy nên tôn trọng quá khứ của đối phương. Tại vì nhiều khi đó cũng là người mà người yêu của mình đã từng yêu, thì cũng nên tôn trọng. Đừng bây giờ nên đem ra rồi bàn luận, rồi nói này nói kia, thì như vậy nó không có hay cho cái tình yêu của mình. Vâng thưa quý vị, và cái bí quyết tiếp theo mà Tường Vi muốn chia sẻ cho quý vị đó là nhiều khi mình đi ra đường rồi nhiều khi accident mình lại gặp lại người yêu cũ của đối phương, thì trong những cái trường hợp đó mình không biết phải làm gì đó, thì mình nên thân thiện với người ta, đừng có lúc nào cũng tỏ ra là ồ tôi không thích cô anh ấy, tôi không thích cô ấy, tỏ ra ghét cái người yêu cũ của đối phương như vậy để làm chi, đâu để làm gì đâu, mình hãy nên thân thiện. Thì cái sự thân thiện đó còn làm cho người yêu cũ của đối phương nhiều khi còn tôn trọng mình hơn nữa. Đúng rồi đó thưa quý vị, dầu gì thì người yêu cũ của đối phương cũng là... Nói chung là coi như một người bạn. Cũng người bạn của mình. Thì chúng ta nên chỉ thân thiện với nhau chứ đâu có lý nào mà chúng ta phải gây gổ với nhau hay là cãi vã về lẫn nhau về một chuyện nào không đáng đâu, phải không thưa quý vị?
Và cái điều kế tiếp mà Minh Hưng muốn chia sẻ với quý vị cũng như Tường Vi nói, khi chúng ta bước ra đám đông, gặp lại người, có thể chúng ta sẽ gặp lại người yêu cũ của đối phương, thì chúng ta cũng không cần phải có những hành động thái quá, cũng giống như là ôm eo hay là siết chặt hay là giống như mình tỏ ra cô ta của mình hay là anh ta của tôi, thì cái điều đó cũng làm cảm thấy rất là không có hợp mắt cho lắm, thì chúng ta cũng nên tự nhiên. Tại vì người đó nhìn vô thì cũng biết là cô ấy đang quen với anh chàng này, hoặc là anh chàng ấy đã quen với cô này rồi, thì mình đâu có lý gì mình phải làm những cái chuyện như vậy. Với lại khi mà mình làm những cái chuyện như vậy thì người ta biết được là anh chàng này không có lòng tin để mà giữ được bạn gái của mình, cho nên anh ta cứ phải làm chuyện này chuyện kia để cho người ta để ý, để cho người ta biết là cô ấy là của mình. Cái điều đó thì cũng hợp lý. Vâng, thưa quý vị, và cái điều tiếp theo mà Tường Vi muốn chia sẻ cho quý vị, hãy luôn là chính mình. Tại vì biết rằng người yêu cũ của đối phương thì cũng đã từng là một người mà đối phương của mình yêu, nhưng mà bắt chước anh ta những cái điểm mà mình muốn là giống người đó để cho người yêu của mình yêu mình nhiều hơn, rồi càng ngày mình cứ so sánh với lại người đó nữa, rồi ngày nào đó mình trở thành một người không phải là mình nữa. Tại vì cô ấy hoặc là anh ấy đã chọn mình trước cái người mà họ đã yêu, thì tại sao là mình lại phải thay đổi bản thân của mình? Hãy cứ luôn là chính mình, thì như vậy là một điều cuốn hút nhất, hấp dẫn đối với người mà đối phương của mình nhất. Đừng bao giờ cố tỏ ra là một người khác. Đúng rồi, thưa quý vị, khi mà đối phương đã thương mình, đã yêu mình, thì cô ta hay là anh ta đã thương bản thân mình chứ không phải là thương một người khác, thì chúng ta nên chỉ là chính mình. Thưa quý vị, cái điều kế tiếp mà Minh Hưng muốn chia sẻ với quý vị đó là đôi khi đối phương của mình cũng có những cái chuyện riêng, cũng có chuyện khó nói ra. Đôi khi cô ta hay là anh ta cũng có cần cái không gian để giải quyết cái chuyện cá nhân, cái chuyện cũ của mình. Thì chúng ta cũng nên tôn trọng và đừng có nên xen vào khi mà cô ta không có cần đến. Minh Hưng nghĩ thì nếu mà đối phương của mình cần cái sự ý kiến của mình hay là cần mình giúp đỡ, thì cô ấy hay là anh ta sẽ cần đến mình, thì lúc đó mình bước vào mình giải quyết, thì cái điều đó sẽ hay hơn đối với cho đối phương của mình, có phải không? Với lại Tường Vi thấy đúng đó Minh Hưng. Mà quý vị có biết không, nhiều khi là đàn ông thì người ta có cái tính hơi nóng nảy, với lại nhiều khi thấy bạn gái của mình mà có cái chuyện gì đó cần giải quyết với lại cái người yêu cũ đó, thì thường người ta rất là nóng, giống như là người ta cứ muốn là muốn bay vô đánh cho anh ta một trận này nọ. Nhưng mà như vậy thì không có tốt, thì hãy để cho cô gái đó hoặc là anh chàng đó giải quyết cái mối quan hệ cũ của họ, để cho họ có cái suy nghĩ khác, chứ mà đừng có xen vô khi mà họ không có cần thiết. Và cái bí quyết tiếp theo mà Tường Vi muốn gửi đến cho quý vị đó là nhiều khi đối phương của mình quen với là người yêu cũ một thời gian dài, thì dĩ nhiên không thể nào tránh được cái trường hợp là hai người có được những người bạn chung, rồi nhiều khi những người bạn đó lại mời cô ấy hoặc là anh ấy tới những cái sự kiện, ví dụ như là birthday hay là party này nọ. Thì nếu như mà mình cảm thấy như vậy rất là khó chịu, rồi nhiều khi cũng gặp lại người yêu cũ của đối phương của mình nữa, nhưng mà tại sao mình lại không tạo được cho cô ấy những người bạn mới? Hãy giới thiệu cho cô ấy đến những người bạn mới của mình, rồi gia đình của mình, tạo cho người đối phương của mình có được những cái mối quan hệ mới, để cho cô ấy không phải lúc nào cũng suy nghĩ về người yêu cũ của mình nữa. Đúng rồi đó thưa quý vị, khi mà người đối phương của mình có thêm bạn mới, có nhiều những cái dịp để đi đến gặp nhiều người mới, thì cô ta có thể kết thêm bạn mới, thì cái điều đó cũng tốt, phải không thưa quý vị? Và cái điều kế tiếp mà Minh Hưng muốn chia sẻ cũng là cái điều bí quyết cuối cùng của ngày hôm nay, đó là khi mà chúng ta đã trong một mối quan hệ thực sự, thì chúng ta chỉ nên chú tâm đến lo lắng cho nhau, quan tâm đến nhau, tạo những cái mối kỷ niệm mới cho nhau, chứ đừng có nên nghĩ về những cái chuyện quá khứ đã xảy ra. Tại vì dù gì những cái chuyện quá khứ đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, mình không có thể nào thay đổi được. Thì quý vị cứ sống cho hiện tại và cho tương lai, tạo ra những cái kỷ niệm mới. Thí dụ như hai người hãy đến những cái chỗ, tạo ra những cái kỷ niệm mới là đến ăn uống hay là vui chơi cái chỗ nào đó mới, rồi chụp hình với nhau, tạo ra những cái khoảng không gian, những cái điều mới mẻ và vui vẻ với nhau, thì như vậy sẽ tốt hơn. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như thường lệ thì vào mỗi cuối chương trình, Minh Hưng và Tường Vi có sưu tập được những cái điều phân phát mà Minh Hưng và Tường Vi muốn chia sẻ với quý vị. Và cái điều đầu tiên mà Minh Hưng muốn gửi đến quý vị đó là
vào khoảng 48% những cái cặp yêu nhau qua chat, qua email hay là online thì đã được phát hiện ra là khi mà người ta chia tay thì cũng qua email và cũng qua chat online. Thì giống như là mình gặp nhau trên mạng thì khi mà mình kết thúc cái mối quan hệ yêu đương đó thì cũng là qua trên mạng luôn cho nó gọn. Vâng thưa quý vị, và cái điều phân phát tiếp theo mà Tường Vi muốn chia sẻ cho quý vị đó là thường á thì trước khi người đàn ông mà mở miệng ra nói cái chuyện gì đó với người phụ nữ thì cái cách đi đứng rồi cái cách ăn mặc của anh ta thì đã chiếm được là 80% cái ấn tượng với người phụ nữ đó rồi. Cho nên Minh Hưng có đi ra ngoài mà gặp cô gái nào nhớ là quan trọng cái chuyện ăn mặc với lại đi đứng chút xíu nha. Tường Vi và quý vị cũng khỏi phải lo cho Minh Hưng, tại vì lúc nào đi ra đường hay là gặp đối phương thì Minh Hưng cũng rất là đẹp hả, cũng chuẩn bị sẵn sàng hết á. Vâng thưa quý vị, cái điều thực tế mà Minh Hưng muốn chia sẻ với quý vị kế tiếp đó là những nhà khoa học đã tìm được những người đàn ông thường rơi vào cái có tình cảm sau 3 lần hẹn hò với người đối phương. Nhưng mà đối với người phụ nữ đó thì người phụ nữ lại có tình cảm sau khoảng 14 lần hẹn hò. Thì Minh Hưng không hiểu tại sao lại là như vậy nữa. Dĩ nhiên rồi phải không quý vị? Tại vì phụ nữ thì lúc nào người ta cũng muốn chắc chắn cái người đàn ông đó có phải là cái người đàn ông của mình hay không, có thật lòng với mình hay không. Chứ nhiều khi qua 2-3 lần hẹn hò đầu tiên, nhiều khi anh ta giả bộ sao mình cũng đâu biết được, giả bộ đàng hoàng sao. Thì nhiều khi cũng phải lấy một cái thời gian dài. Chắc là thì đó thì giống như là Minh Hưng đã nói là sau 14 lần thì mới chắc chắn được là người này đàng hoàng và thật lòng với mình. Thì lúc đó thì mới dám là trao cái tình cảm, tình yêu của mình đối với anh chàng này chứ. Bây giờ thì hiểu rồi phải không? Dạ thì Minh Hưng. Vâng thưa quý vị, và cái điều thực tế cuối cùng mà Tường Vi muốn chia sẻ cho quý vị đó là thường nếu như mà chúng ta hẹn hò hay là quen biết lẫn nhau qua cái chuyện mà làm mai này nọ đó thì thường là qua bạn bè hoặc là qua gia đình thì sẽ gấp đôi so với mình tự đi ra ngoài để mà mình tự kiếm một cái người nào đó. Ngộ quá. Theo Minh Hưng nghĩ thì cái điều đó cũng đúng thôi thưa quý vị, tại vì khi mà mình gặp gỡ được bạn bè trong nhóm thì có nhiều khi qua những cái giao tiếp thì mình lại nảy sinh tình cảm với một bạn người nào đó trong group mình. Thì cũng đối với gia đình của mình cũng như vậy, nếu mà có ba mẹ có giới thiệu một người nào cho mình thì cũng có thể là mình tại sẽ tại vì thường ba mẹ của mình mà có con trai con gái lớn thì lúc nào mà nói chuyện với nhau cũng mà ồ tôi có con trai nào chị con gái hả này nọ thì làm mai này nọ đấy. Vâng thưa quý vị, thì hy vọng là chương trình vừa rồi của Bí Quyết Của Tình Yêu thì đã đem đến cho quý vị những giây phút thật là ngọt ngào với những bí quyết trong tình yêu của mình. Và hy vọng là những bí quyết này cũng giúp được cho quý vị một phần nào đó. Minh Hưng và Tường Vi xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Bye bye.